Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc sau vụ việc 350 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Singwon Ebenezer Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Cục đề nghị đình chỉ ngay bếp ăn của công ty này trong văn bản gửi sở y tế tỉnh vĩnh phúc về việc điều tra xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại khu công nghiệp khai quang thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc cục an toàn thực phẩm bộ y tế đề nghị sở y tế tỉnh vĩnh phúc triển khai gấp việc chỉ đạo các cơ sở y tế có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân không để các bệnh nhân có diễn biến nặng ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội trần chuyên môn với tuyến trên Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể công ty trách nhiệm hữu hạn Sinwon Enablerer Việt Nam, tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Trước đó, trưa ngày 14 tháng 5, công ty trách nhiệm hữu hạn Sinwon NBNZ Việt Nam tổ chức cho 3.298 công nhân ăn trưa. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, có 351 công nhân của công ty có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và đang được chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện trên địa bàn.